Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con, cô bác ha. Thì lần đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì buổi tối hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít thùng đồ ngàn bãi cho anh em. Anh em mình xem có thùng nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Rồi đầu tiên, vào của mình là một cái hộp của thằng KTC nha. Hộp này mà hàm cũng khá là đẹp ha, kêu Tuyên Japan. Đây, về hình thức cái hộp mình sẽ như thế này. Và mình sẽ mở như thế này anh em. Đó. Đây, mở ra đây. Này thì nó chuyên đựng những cây đây cần tự động đầu khẩu này ha. Đó, bộ nó như thế này thì anh em mình đừng ốc vít cũng được, mũi khoan cũng được ha. Đó, của KTC thì con này rất là dài nha anh em, hộp này khá là dài, trọng lượng mình cân được là 7 lạng. Cái chiều dài của mình á thì mình đo được là 26.5, bề ngang là được là 12.5 và chiều cao của mình là 3.5. Rồi anh em tích chiếc hộp này mọi người chốt giúp em mã số là KH1 ha. KH1 thì chiếc hộp này giá 180. KH1 nha, 180. KH2 thì một cái thùng mini nha anh em, thùng nhỏ mini. Đó, màu đỏ cũng khá là đẹp. Đó là anh em mình đựng những cái chi tiết nhỏ ha. Thiết kế hình hộp chữ nhật luôn. Thì cái hộp này nó nặng được là 6 lần rưỡi ha. Nó nặng được là 6 lần rưỡi nha anh em. Nó chiều dài được là 25.5 nè. Cao là được 10 và ngang là được 11.5 ha, ngang là 11.5. Đây, một cái khóa đây nên mình khóa lại. Đây, bên trong đáy rồi còn khá là đẹp. Thì anh em thích chiếc hộp này, mọi người cho chụp em mã số là KH2. KH2 chiếc hộp này giá 170 nha. KH2 170. Còn đẹp nha anh em. KH3. Hộp này thì lớn hơn tí, nặng hơn tí ha. Hộp này thì nó nặng được là 9 lạng ha, 9 lạng. Đây khóa mình như thế này ha, mở ra. Này. Màu sơn xanh rất là dài ha. Sơn xanh rất là dài. Đây. Khóa lại ha. Rồi về cái kích thước thì chiếc hộp này nó dài được là 26, chiều cao là được 9 và bề ngang là được 13 ha. KH3 nha anh em. KH3 hộp này 180 ha. KH3 180. Theo KH4. KH4 thì cái thùng này là của thằng Toyo nha, Toyo. Đó, dạng hình hộp như thế này. Đó. Con này thì nó nặng được là 1 kg nha anh em. Đó. Hộp Toyo này thì nó nặng được là 1 kg nha. Chiều dài của mình là được 32 cm. 29 cm chứ. Chiều dài được 29 nha anh em. Chiều cao là được 10. Bề ngang là được 15 ha. Của Toyo rất là dài nha anh em. Toyo. Đây. Thức bên trong phần đáy ha. Rồi con đây thì KH4 giúp em nha, KH4 giúp em, thùng này giá 200, KH4 200.000. KH5 là một cái thùng twin box ha, hai chốt hai bên. Đó. Thùng này thì nó cũng nhẹ nhàng hay nó có nặng lắm, 1.1 kg nha anh em, nặng 1.1 kg. Chiều dài được là 35 ha, chiều cao là được 10 và bề ngang thì được là 10 15. Đó, hai chốt hai bên này. Trong thì nó có cái lắm lắm như thế này thôi chứ không có vấn đề nha anh em. Đó, đây mình về mình xài rất là ok. Đó là lúc keo á, anh em mình không thích thì mình về mình có thể mình vệ sinh kỹ lại thì nó sẽ mới hơn. Rồi con này mã số của mình là KH5 ha. KH5 con này giá của mình là 200. KH5 200. KH6. Thùng này cũng đẹp mà màu đen này ha, của Tupo ha. Hai khóa hai bên luôn. Nước sơn đen này còn đẹp này. Nặng tổng trọng lượng là 9 lạng nha. Đó, 9 lạng, 900 g ha.
màu đen ha, 900g rồi nó dài được. Những con này là nó có được chiều dài nha anh em, nó dài được là 35 này, ngang là được 15 này, và cao là được 10 này. Rồi con này cũng đẹp, giá 220 giúp em nha. KH6 220. KH7 của hàng Sun S ha. Của hãng Sun S. Sun S thì thực ra là của Toyo, nó gia công nha anh em, nó một chút ở giữa thế này ha. Chốt lại ha. Đó, viên thức chỗ này nó có bị cắn nhẹn tí thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, này anh em mình xài ngon lành ha. Con này thì nó nặng được là 850g nha, 8,5 lbs. Được cái là nó dài nha, nó có cái chiều dài nha anh em. Hình thức thì nó không có nặng lắm nhưng mà nó dài được 36 nè. Ngang là được 14 và cao là được 10. Rồi con này 200 nha, KH7. 200.000. KH7 200. Rồi KH8, cái này là bự nha, bự dài nữa, nặng, của Toyo Made in Japan. Đó, về hình thức thì còn khá là mới nha anh em, nước sơn nó còn khá là mới. Đó, để bãi này nọ thì nó có vài cái vết cắn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Nó còn tem còn đồ luôn, con này còn khá là mới. Và nó bự nữa, hai khóa hai bên ha. Bên trong còn mới tinh ha, mới căng. Và con này thì nó có luôn cái miếng lót này anh em, miếng lót xốp này. Đó, anh em về mình bỏ đồ cho mình xài ha. Cho một con này nó còn mới anh em. Đó, người ta dùng lướt thôi nên là còn miếng xốp luôn. Thùng tôi vô bự. Rồi, con này thì nó nặng lên đến là 1,5 kg nha anh em. Nặng 1,5 kg. Và nó dài tổng thể là được tới 42 cm nè. Nó dài 42 nè anh em. Bề ngang của mình thì nó được là tới 15 và chiều cao của mình thì nó được là 12 ha. 12. Rồi thì con này là có thùng bự nha. Con này KH8 giúp em ha. Thùng này 280.000. Và mã số cuối cùng KH9 ha. KH9. Một cái thùng nhựa rất là đẹp cho anh em, bự. Đây, của nội địa Nhật luôn nha. Đây, về tất anh em mình xem cái hình thức bên ngoài. Đó. Đây, thức bài này anh em. Đây. ABS này, Made in Japan này anh em thấy không? Thức bên ngoài còn khá là đẹp. Đó. Thùng bằng nhựa ha. Nhựa ABS rất là êm anh em. Đó. Thì bên trong của mình á, mở cho người xem bên trong ha. Hai khóa hai bên. Đây. Bên trong nó có hai khay nhựa nhé này. Đây. Một cái khay nhựa đôi nữa này. Đó, mở ra này. Đó, nên mình đừng tiếp đựng khẩu rồi đó mình đừng. Đái nó còn ngon lắm. Ha. Ngon lành ha. Thì chiếc thùng nhựa này thì nó nặng tổng trọng lượng là được 2 kg nha anh em. Đó, thùng nhựa mà nó nặng được 2 kg nha, rất là nặng. Rồi về kích thước chiều dài của mình á, mình đo được là 45 cm nè, bề ngang là được 20 nè, chiều cao con này là được 22 nha anh em. Chiều cao con này là được 22. Rồi anh em là mình thích cái thùng bình nghĩa này, mọi người cho giúp em là KH9. KH9 nha, con này giá 480 nha anh em. KH9 480.000 ha. Rồi. Em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.